Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Phước Duyên Đường Thượng Chư Vị Lịch Đại Tổ Sư Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Tự Tiền Vãng Trụ Trì Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng mấy bạch trên Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Phước Viên và Chư Tôn Thiền Đức Tăng tại Bổn Tự Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa cùng toàn thể với nam nữ Phật tử, hôm nay thật sự là đủ phước đủ duyên cho nên mới đến chùa Phước Duyên và nhìn thấy đạo tràng của chúng ta phải nói là hết sức là trang nghiêm đẹp, ngồi thẳng hàng, phải nói là trong lòng của thầy khi bước lên chánh điện mình cũng hết sức là hoan hỷ. Chính vì vậy mà phải nói là hôm nay đầy đủ phước duyên gặp mặt cùng với đạo tràng quý nam nữ Phật tử. Thì trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp sáng hôm nay, xin chân thành kính chúc quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, thân an, tâm lạc và gặp nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử. Như thầy vừa nói, hôm nay là lần đầu tiên đến với chùa Phước Duyên. Phải nói là có phước có duyên lắm mới về đây. Có phước có duyên lắm mới về đây. Nhìn đạo tràng của chúng ta trên nhìn xuống nhìn thấy vui quá. Hồi đó giờ đi giảng thì chùa của chúng ta là một trong những ngôi chùa thầy thấy trang nghiêm đẹp, ngồi ở trên mà nhìn xuống rất là đẹp. Thì phải nói là đây là một cái sự là làm hài lòng các vị giảng sư khi ngồi trên pháp tòa. Thì kính thưa quý Phật tử, Đức Phật của chúng ta trước khi ngài chưa đi xuất gia còn là thái tử thì phải nói là thuở còn thái tử cung son bốn mùa hoa nở quả ngon quanh mình, nhưng vì muốn hiểu sự tình ngài cùng sa nặc dạo nhìn thế gian, thì ra muôn khổ ngập tràn ngoại thành bốn cửa bàng hoàng tâm tư. Kiếp người lão bệnh nào từ, tử sanh nào thoát uyển hư cuộc đời. Thấy người đạo sĩ thảnh thơi, ngài nhìn phong cách thoát trần hiện ra, chợt trong tiềm thức sâu xa nở bừng ý nghĩ xuất gia học cầu. Quay về trầm mặc canh thâu, cảm thương nhân thế khổ sầu trầm luân. Ở cái câu mà cảm thương nhân thế khổ sầu trầm luân, từ ở cái câu này thì các vị có thể nhìn thấy được cái nỗi lòng của Đức Phật đối với chúng ta. Khi mà dạo xong bốn cửa thành đi về, ngài trằn trọc suy tư nơi hoàng cung, rồi đây bản thân của ngài cũng như là hoàng thân quốc thích và cũng như là bá tánh trăm họ, nếu mà cứ chịu ảnh hưởng của sanh già bệnh tử không có một con đường giải thoát thì từ khổ cho tới khổ biết bao giờ mới giải quyết hết được cái khổ này. Cho nên ngài đã từ bỏ tất cả xuất gia tu hành thành đạo. Và phải nói rằng Đức Phật là một tấm gương sáng của nhân loại nói chung, và cũng có thể khẳng định rằng cuộc đời của Đức Phật là một kiếp người đầy giá trị và đạo hạnh. Chính vì thế mà giá trị của một kiếp người, sáu chữ này chính là cái tựa bài giảng hôm nay chia sẻ. Xin kính mời các vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cô chú Phật tử, khi nói tới Đức Phật thì ít nhiều gì quý vị Phật tử cũng đã từng xem qua phim ảnh, cũng đã từng đọc kinh, đọc sách và nghe các vị giảng sư giảng đi giảng lại về cuộc đời của ngài rất nhiều. Như vậy thì quý Phật tử cho thầy hỏi, các vị có cảm nhận hay là có suy nghĩ như thế nào, cũng như là cái nhìn của các vị, cái thấy của các vị á, thì các vị nhìn và thấy Đức Phật của chúng ta một kiếp người sống giữa trần gian có giá trị hay không? Kính thưa các vị, có giá trị hay không? Nói từ bỏ hoàng cung đi xuất gia tu hành là một giá trị rồi. Nói từ bỏ cuộc sống sang giàu đi tu là một giá trị rồi. Rồi xuất gia thành đạo, lần bước độ sanh, bần dân hạ tiện, vua quan trưởng giả, dạng nào Đức Phật cũng cũng quá độ. Như vậy tiếp theo là một giá trị nữa rồi. Nhưng mà chưa dừng lại ở chỗ này, kính thưa các Phật tử, Đức Phật của chúng ta còn có giá trị về mặt khoa học.
giá trị về mặt giáo dục, giá trị về mặt trí tuệ nữa. Đức Phật rất nhiều giá trị, nhưng đó là những giá trị mà Thầy có thể là chia sẻ cùng với các vị. Tại sao nói Đức Phật có giá trị về mặt khoa học? Thì như các Phật tử cũng đã biết, hơn 2.500 năm về trước, làm gì mà có kính hiển vi để nhìn trong cái ly nước là vô số vi trùng, nhưng Đức Phật đã nhìn thấy được. Và Đức Phật dạy tất cả các hàng đệ tử khi uống nước là phải trì tụng bài chú: nhược quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Thì giống như Phật xem trong quát bát nước có 84.000 trùng, nếu như uống nước mà không trì chú này như là ăn thịt chúng sanh. Đức Phật đã nhìn được như thế, và cho tới bây giờ khoa học đã chứng minh và xác định rõ ràng thật sự trong ly nước có vô số vi trùng. Và khi Đức Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe, cũng như là trong tất cả những bản kinh của các vị từng đọc, thì có nghe Đức Phật giới thiệu là nào là thiên nhân trời rồng vân vân, thì bây giờ nói tới cảnh giới chư thiên là nói tới cảnh giới của cõi trời. Đức Phật giới thiệu ở cõi trời, thì bây giờ các nhà khoa học cũng đi theo cái cõi trời này, đi theo lời Phật dạy mà nghiên cứu coi có cõi trời hay không. Thì những cái nước mà cường quốc có điều kiện thì người ta đã phóng phi thuyền lên tới cung trăng luôn. Từ ở dưới mặt đất này mà phóng phi thuyền lên tới cung trăng, từ cung trăng ở trển nhìn thấu, nhìn lên những cái cõi trời nữa rất là xa xôi mịt mờ, kính thưa các vị, rất là xa xôi mịt mờ. Thì đó cũng là một cái điều kiện để mà thách thức các nhà khoa học. Thì khoa học dựa theo lời Phật dạy để mà nghiên cứu, và lời Phật dạy nhờ có khoa học để chứng minh, để chứng minh cho lời Phật dạy, lời Phật nói không phải là mê tín. Cho nên đối về đứng về phương diện khoa học, Đức Phật có giá trị về mặt khoa học. Và tiếp theo nữa là đứng về mặt phải nói là trí tuệ. Đứng về mặt trí tuệ, Đức Phật hiểu được cái nguồn gốc thâm sâu tội lỗi của tất cả chúng ta. Chẳng hạn như là do mình tham sân si, cho nên mình trầm luân đau khổ. Chính vì thế Đức Phật khuyên mình nên từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, thì cuộc đời mình sẽ có được an lạc hạnh phúc. Mình không tham thì cuộc đời của mình nhẹ nhàng an lạc, mình không sân thì mình sẽ thành tựu được tất cả nghề nghiệp danh vọng, và mình không si mê thì mình không tiều tụy, không bị đau khổ. Và bên cạnh đó, kính thưa các vị, có một lần Đức Phật ở trong một cái khu rừng, Đức Phật hỏi ngài A Nan: này A Nan, đất trên đầu móng tay của ta và đất ở giữa đại địa này phần nào nhiều hơn? Thì dĩ nhiên là ngài A Nan nói rồi: bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là đất giữa đại địa này nhiều hơn đất trên đầu móng tay của Thế Tôn rồi. Thì Đức Phật cũng nói: cũng như vậy, những gì ta biết, những gì ta hiểu nhiều như là đại địa này, nhưng những gì ta nói cho các ông nghe nó ít như là đất trên đầu móng tay này. Chứng tỏ là trí tuệ của Đức Phật rất là tuyệt vời. Đức Phật thông hiểu được quá khứ, hiện tại, vị lai. Và nhờ trí tuệ của Đức Phật, cho nên Đức Phật mới nhìn thấy được cái tội lỗi của bà Thanh Đề. Đức Phật đã nhìn thấu được cái tội lỗi của bà Thanh Đề và biết được cái cách để mà cho bà này bà hết tội hết nghiệp. Và Đức Phật đã chỉ cái cách gì cho ngài Mục Quyền Liên, kính thưa các vị? Đức Phật chỉ cách gì? Đức Phật chỉ cách gì? Đức Phật đã chỉ cái cách cho ngài Mục Quyền Liên là nhân 3 tháng an cư kiết hạ này, cái ngày tự tứ đó. Cái ngày tự tứ là cái ngày phải là chư tăng mười phương rất là hoan hỷ. Ông hãy nhân cái ngày này, ông đi thỉnh mười phương tăng cúng dường thanh tịnh, nhờ sức lực của mười phương chư tăng chú nguyện thì mẹ ông sẽ được thoát mê đồ đau khổ và sanh về thiên giới. Mục Quyền Liên nghe xong thì thực hành, thì cuối cùng mẹ của ngài được an lạc giải thoát. Không những là mẹ của ngài an lạc giải thoát, mà những chúng sanh ở chốn địa ngục lúc bấy giờ cũng được hưởng cái phước mà giải thoát. Thì đó có thể nói rằng chúng ta có thể nhìn nhận, chúng ta thấy kỹ là Đức Phật có giá trị về mặt trí tuệ. Và tiếp theo nữa là giá trị về mặt giáo dục. Những người mà được sanh ra cùng thời của Đức Phật, từ vua quan trưởng giả, bần dân hạ tiện,
Nếu như những người nào có nhân duyên gặp Phật đó, được Đức Phật quá độ qua những lời dạy vàng ngọc, thì kính thưa các vị, những người này đều phát tâm xuất gia hoặc là quy y Tam Bảo hết. Đức Phật có công năng như thế, có sự diệu dụng như thế đó. Cho nên á, ông trưởng giả Cấp Cô Độc á, ông này ông thần tượng Đức Phật. Từ khi gặp Đức Phật, nghe Đức Phật giáo hóa, ông xin quy y theo Đức Phật để làm người cư sĩ, trợ duyên tu hành đó. Thì phải nói là từ cái sự mà kính nể Đức Phật, cho nên ông đi tìm khắp cái đất nước lúc bấy giờ, tìm một mảnh đất thiệt là đẹp để mà cúng dường, xây tặng cho Đức Phật ngôi chùa đó. Thì đi tìm hoài cũng không có vừa ý được, không có mảnh đất nào vừa ý hết. Nhưng cuối cùng thì nhìn được cái khuôn viên của Thái tử Kỳ Đà. À, khuôn viên của Thái tử Kỳ Đà thì bây giờ đó, ông trưởng giả ông rất là vừa ý, cho nên là ông hỏi mua. Thì hỏi mua thì dĩ nhiên Thái tử Kỳ Đà là thái tử rồi, giàu có tiền bạc, phải nói là ấp lắm, tội tình gì mà phải bán đó. Cho nên là mới là dùng lời phải nói là chiêu ghẹo ông trưởng giả thôi. Được, ông muốn mua thì dễ thôi, ông cứ phải nói là ông đem vàng, ông lót hết mặt đất đi, ông lót hết khu vườn của tôi đi, thì tôi sẽ bán. Quả thật như vậy, kính thưa các Phật tử. Ông trưởng giả Cấp Cô Độc này, ông phải hồi xưa không biết ông làm gì mà ông giàu quá giàu, không biết nữa. Giàu quá giàu, phải nói là cái vườn của Thái tử Kỳ Đà, nơi nào có đất là ông đều lót vàng hết. Đều lót vàng hết. Phải nói bây giờ phải ước gì thầy gặp được ông trưởng giả Cấp Cô Độc này đỡ biết bao nhiêu. Bây giờ không có cử trưởng giả Cấp Cô Độc, mình nếu gặp ổng được chứ mà cũng đỡ khổ. Chứ nhiều khi các Phật tử biết, nhiều khi đi giảng như thế này á, mình ăn nhờ ở đậu chuột người ta cũng bị hăm đuổi tới đuổi lui hoài, nó cũng mệt lắm. Chứ cũng không có hạnh phúc gì đâu. Ngồi đây giảng là ngồi đây giảng, nhưng mà khi mà xong buổi giảng rồi thì mình cũng là đang ăn nhờ ở đậu mà. Mà đi giảng như thế này chứ nhiều khi người ta cũng có người ta ganh tị, người ta kiếm chuyện, người ta hăm đuổi hoài, cũng khổ tâm lắm, kính thưa các vị. Cho nên ước gì bây giờ mà gặp được ông trưởng giả Cấp Cô Độc, ông khỏe dữ lắm à. Đó, thì ông ta với tinh thần mến mộ Phật Pháp, kính trọng Phật, đó, ông ta tìm tới cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, đó, và hỏi mua lót vàng hết đầy cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà. Thì lúc bấy giờ Thái tử mới suy nghĩ, ông Phật là cái ông như thế nào mà tại sao phải nói có cái sức, phải nói là thu hút cũng như là với cái tấm lòng kính trọng mà ông trưởng giả Cấp Cô Độc này ông lại đổ hết vàng bạc châu báu để mà ông mua cái khu vườn của mình mới được ta, mua cho được. Cho nên ông cũng muốn là phải nói là hiếu kỳ, muốn gặp mặt Đức Phật một lần thử coi ông này ra sao. Thì khi mà ông Thái tử Kỳ Đà ông gặp mặt Đức Phật rồi, thì đối các vị lúc này ông sao hả? Nhìn gặp Đức Phật thôi là sanh tâm hoan hỷ rồi, Đức Phật chưa nói gì hết nha. Nghe gặp Phật thôi là đã sanh tâm hoan hỷ rồi, mà nghe Đức Phật giáo hóa cái nữa, xin phát tâm phải là cúng nguyên cái vườn cây luôn. Lúc này là khỏi lót vàng, thôi ông Cấp Cô Độc ông cúng đất, tôi cúng cây để cho Đức Phật che mát. Thì đó là mình nói về cái vấn đề mà phải là cái phương pháp cũng như là cái năng lực giáo dục quá độ của Đức Phật. Và phải nói rằng như thầy vừa nói á, những người mà sanh ra cùng thời với Đức Phật, dù cho là vua chúa như Tần Bà Sa La hay là vua A Xà Thế gặp Đức Phật đều được quá độ. Cho tới những người giàu có vọng tộc, cho tới những người đi hốt phân bên đường, những người làm thợ hớt tóc như là U Ba Ly cũng được Đức Phật quá độ. Và phải nói rằng Đức Phật là một con người có đầy đủ giá trị. Từ cái chỗ Ngài có hết sức là giá trị, là một người vị Phật sống, là một vị phải nói là một tấn giác ngộ, là một bậc phước trí vô biên, là một con người phải nói siêu phàm thoát tục, người người cung kính. Chính vì thế mà cho nên hàng năm á, Liên Hiệp Quốc Phật Giáo Quốc tế đều tổ chức cái ngày trọng thể, cái ngày lễ Phật Đản Vê Sắc, để nhằm tôn vinh cái vẻ đẹp bất diệt theo thời gian của Ngài. Và đồng thời cũng là cái dịp, cái cơ hội để tăng già thế giới cùng ngồi lại với nhau, cùng hội thảo và cùng đưa ra những phương hướng phát triển Phật giáo theo thời đại hội nhập. Thì kính thưa các vị, vừa rồi Việt Nam của mình được vinh dự tổ chức lễ Phật Đản là lần này lần thứ hai rồi, phải không các vị? Năm 2008 là một lần, năm nay 2014 một lần nữa là hai lần.
Và phải nói đất nước của mình, Phật giáo Việt Nam mình tổ chức rất là thành công. À, thì cái tổ chức cái lễ mà Vê Sắc Phật Đản này, à, thì Vê Sắc là các Phật tử có hiểu được cái từ Vê Sắc là sao không? Vê Sắc có nghĩa là tam hợp, lấy cái ngày Đức Phật đản sanh, thành đạo, niết bàn, ba cái ngày này gom lại làm ngày lễ, phải là Vê Sắc, lễ Phật Đản Vê Sắc là như thế. Đó, thì đó là mình nói tới một Đức Phật, một vị phải nói là siêu phàm thoát tục của nhân loại. Đó, thì bây giờ mình quay lại, mình nói tới những vị Phật, những vị Bồ Tát ở Việt Nam mình đây. Kính thưa các vị, đó, đạo Phật đã du nhập vào đất nước, đã du nhập vào đất nước của mình trên dưới 2000 năm. Thì những cái nét mà vàng son á, của đạo Phật thì những cái thời mà Đinh Lê Lý Trần là những nét phải là vàng son. Và các vị có nhìn thấy được là, cũng như các vị có cảm nhận là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một con người có giá trị hay không? Con người có giá trị không? Khi giặc tới thì khoác trên mình áo lông bào quýnh giặc, đánh tan giặc rồi thì về phát áo cà sa tu hành. Và phải nói là những cái bài giảng thiền cũng như những quyển sách thiền của là Phật Hoàng Trần Nhân Tông để lại cho tới bây giờ rất là có giá trị và hữu dụng. Đấy, rất là có giá trị và hữu dụng. Và gần gần chúng ta hơn nữa là Hòa Thượng, là cố Hòa Thượng là Thích Thiền Tâm. Đó, cũng là một bậc phải nói là Bồ Tát của Việt Nam mình. Ngài đã chứng ngộ được pháp môn niệm Phật. Đó, kính thưa các vị. Và gần hơn nữa là Hòa Thượng Sư Ông là phải nói là Thích Thiện Hoa, là người đã viết ra cái bộ sách Phật Học Phổ Thông gồm 3 quyển. Và ba cái quyển sách Phật Học Phổ Thông này Tăng Ni Sinh đều lấy nó làm vốn liếng căn bản, làm vốn liếng căn bản, làm cái bộ sách Phật học căn bản nghiên cứu để tiến sâu vào những bộ Đại Tạng Kinh. Và gần gũi hơn nữa, gần gũi hơn nữa là một vị Phật, cũng có thể là một vị Bồ Tát ở tại nước mình. Và các vị này mới vừa viên tịch, đố các vị là ai? Ai? Chắc không? Xin cho một tràng pháo tay tán thán các vị. Đó chính là Hòa Thượng Sư Ông Thượng Trí Hạ Tịnh, là một con người phải nói là đạo cao đức trọng. Khi nói tới Hòa Thượng là tăng ni Phật tử đều phải cúi đầu sát đất để mà đánh lễ Ngài. Lại sát đất luôn chứ không phải là lại mà còn ngước nhìn lên nữa nha. Đối với cái Hòa Thượng là chúng ta phải nói là hết sức là cung kính. Ngài là một vị soạn giả lớn, là nhà đại dịch giả phiên dịch tất cả các bộ kinh lớn, chẳng hạn như là Đại Bát Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bát Nhã, Kinh là Đại Hạnh Vô Hiền, Kinh Địa Tạng, và nổi tiếng nhất đó là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nổi tiếng nhất là bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dịch một chữ lại một lại. Thì trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này bao nhiêu chữ? Hơn 6 muôn lời thành 7 khúc. Thì mỗi chữ là Hòa Thượng lại một lại. Tại sao Hòa Thượng phải dịch lại? Hòa Thượng sợ dịch sai làm tội nhân thiên cổ. Dịch sai một chữ là sai cái ý. Mà sai ý thì người sao thực hành theo thì nó sẽ sai một thế hệ. Cho nên là Hòa Thượng hết sức là cẩn thận, dịch một chữ lại một lại để chi? Để mong nhờ hồng ân tam bảo gia hộ, Phật lực gia ân cho Ngài dịch đúng với cái ý của Phật, đừng dịch sai. Cho nên một chữ dịch là lại một lại. Và phải nói cuộc đời của Hòa Thượng từ nhỏ đi tu rất là gian nan khổ cực. Cuộc đời của Hòa Thượng đi tu rất là gian nan và khổ cực. Năm lên 3 tuổi đã mồ côi cha, lên 7 tuổi mồ côi mẹ, mới có 7 tuổi là cha mẹ mất hết rồi. Sống nhờ với anh và chị, sống nhờ với anh chị, thấy gia đình của anh chị cũng không có hạnh phúc gì mấy. Hòa Thượng lúc này cũng buồn, và nhờ phải nói là có nhân duyên đọc được cái quyển sách Tấn Câu Niệm Phật. Hòa Thượng duyên theo Hòa Thượng niệm Phật, và cuối cùng Hòa Thượng đã ngộ ra cái Phật tánh nơi mình và đi xuất gia tu hành. Chùa Vạn Linh là nơi, chùa Vạn Linh ở An Giang, ở châu đó, ở núi Cấm An Giang, là cái nơi đầu tiên Hòa Thượng xuất gia tu hành. Sau này Hòa Thượng ra Huế học xong thành tài, quay trở lại miền Nam để hoằng pháp độ sanh. Và có thể nói
công hạnh của hòa thượng đã viên mãn. Hòa thượng trụ thế 98 tuổi, một tuổi thọ như mơ. Thầy không dám chắc là thầy sống tới đó, cho nên là phải nói là hòa thượng sống 98 tuổi. Thầy dữ lắm thì chắc không biết nhiêu, không biết nữa. Mà chắc cứu là không tới nổi rồi, chắc cứu là không tới đó nổi rồi. À, cho nên khi nói tới hòa thượng là kính thưa các vị tăng ni Phật tử chúng ta đều phải cung kính đảnh lễ, tại vì ngài là một vị Phật sống, một vị Bồ Tát của Việt Nam này. Đó, Đức Phật Thích Ca là một vị Phật của nhân loại, nhưng ở Việt Nam mình hòa thượng Chí Tịnh là một vị Phật sống, là một vị Bồ Tát sống ở sống gần gũi bên mình. Đó, sống gần gũi bên mình. Như vậy thì nãy giờ mình nói chuyện của người ta, bây giờ mình quay lại mình nói chuyện của mình. À, nãy giờ mình đang nói chuyện người ta, tán thán những cái gương hạnh, phải nói là đạo đức của các vị. À, tán thán những gương hạnh sáng ngời của chư Phật và chư Thánh Tăng, để mình nhìn theo, mình thấy cuộc đời của các ngài rất là có giá trị. Từ cái chỗ mà cái giá trị của các ngài nó lẫy lừng, cái danh thơm nó muôn thuở. Như vậy thì bây giờ mình quay lại mình nói chuyện của mình. À, bây giờ mình nói chuyện của mình thì theo như á, các Phật tử cho thầy hỏi, các vị á, có muốn bản thân mình, à, có muốn cuộc đời mình có cuộc đời sống có giá trị hay không? Muốn không? Có ai không muốn không? Câu hỏi này nó thừa quá, dĩ nhiên là không rồi, phải không? Có nghĩa là ai cũng muốn bản thân mình có cuộc đời sống có giá trị cho xã hội cũng như là đạo pháp. À, thì nếu như mình muốn mà mình không thực hành những pháp tu thì cái muốn này nó trở thành vô nghĩa. À, chính vì thế bây giờ mình muốn cho bản thân mình là một con người có giá trị thì bây giờ mình phải tu hành đạo hạnh. Mình phải tu hành đạo hạnh của mình, kính thưa các vị. Đạo hạnh là gì? Đạo hạnh là phương pháp tu hành làm thanh tịnh bên trong, sáng sạch bên ngoài, là đạo hạnh. Đạo hạnh là phương pháp tu hành làm thanh tịnh bên trong, sáng sạch bên ngoài, là đạo hạnh. Mà nói tới đạo hạnh, nói tới chữ đạo thì chúng ta là những người đều có đạo hết nè. Chúng ta đang sống theo đạo Phật nè, đang tu theo Phật, đang theo đạo Phật. Nhưng mà ở cái chữ thứ hai, cái chữ hạnh, cái này mình phải nghi ngờ lắm nha, phải suy nghĩ lại. Cái hạnh tu mình, hay còn gọi là cái thiện hạnh á, mình có thực hành kiên cố hay chưa? Hay là mình thực hành là theo cái dạng là lúc mưa, lúc nắng, lúc xìu, lúc ẩn, lúc thì rất tinh tấn, lúc thì rất là giải đãi. Cho nên đạo thì ai cũng có hết. Còn cái chữ hạnh là phải xem lại. Chữ hạnh là phải xem lại. Chính vì thế bây giờ mình muốn trở thành một con người có giá trị, giống như chư Phật, chư Tổ, thì bây giờ mình phải cần có đạo hạnh. Và đạo hạnh là phương pháp tu làm sáng sạch, làm thanh tịnh bên trong, sáng sạch bên ngoài. Thanh tịnh bên trong là thanh tịnh ở tâm ý của mình. Thanh tịnh ở bên trong là thanh tịnh ở tâm ý của mình, kính thưa các vị. Cái tâm ý của mình nó thường thường nó thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh. Chính vì thế mà trong 84.000 pháp môn tu Phật dạy, niệm Phật, trì chú hay là hít thở hay đọc kinh vân vân rất nhiều, thì mình chọn một pháp môn. Cũng như là cái đạo tràng của mình là đạo tràng niệm Phật, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình lấy cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật này, mình làm một cái pháp môn tu chánh hạnh để làm thanh tịnh bên trong, thanh tịnh cái tâm thức của mình, thanh tịnh cái tâm ý của mình. Và các vị nên hiểu thêm xíu nữa, mình niệm Phật, niệm Phật thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đang niệm hồng danh Phật. Nhưng mà chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian mà chúng ta rảnh, chúng ta ngồi chúng ta niệm hoài. Cho nên đôi lúc mình cũng muốn trí tuệ mà nó tăng trưởng, nó phát triển, thì muốn trí tuệ tăng trưởng phát triển thì các vị phải có thời gian đọc sách, đọc kinh, nghiên cứu suy nghĩ lời Phật dạy, là chúng ta đang niệm Phật. Mà cái này gọi là niệm pháp, niệm lời Phật dạy, niệm pháp. Có những lúc mình tu mình cảm thấy giải đãi quá, lười biếng quá, thì mình phải nên nhìn những cái gương hạnh của Đức Phật, của các vị Thánh Tăng, để mình bắt chước mình học theo. Bắt chước mình học theo để chi? Để mình không giải đãi. Thì làm được như vậy là mình đang niệm Phật. Nhưng quan trọng nhất là ở thanh tịnh tâm hồn, mình muốn duyên, muốn sâu vào cái câu hồng danh, thì bây giờ chúng ta phải tha thiết muốn thanh tịnh bên trong, thì không có phương pháp nào nó dễ bằng pháp môn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và pháp môn này thầy rất thích, và pháp môn này thầy thực hành từ nhỏ tới giờ. Từ nhỏ tới giờ thầy thực hành cái câu niệm Phật này.
và niệm từ lúc chậm cho tới nhanh. Và các vị nên nhớ rằng khi mình niệm đầu tiên thì mình niệm chậm chậm chậm, nhưng từ từ mình niệm nhanh. Và thầy dám chắc rằng nếu mà các vị nào mà niệm Phật mà tha thiết từ nửa tiếng trở lên, niệm từ nửa tiếng trở lên, thì khi mà vượt qua được cái thời gian nửa tiếng rồi thì mình niệm Phật rất là được an lạc. Và khi đã cảm thọ được cái hương vị an lạc trong lúc niệm Phật rồi thì cái giây phút này tâm hồn nó rất là nhẹ nhàng, thoải mái, an lạc. Đôi lúc mình không muốn nghỉ, đôi lúc muốn ngồi hoài để mình niệm. Nhưng mà nói như vậy á, nó rất là dễ, khi hướng dẫn nó rất là dễ. Nhưng khi mình tu á, thì kính thưa các vị, những cái nghiệp chướng từ năm thìn bảo lục, những cái chuyện này chuyện kia đâu từ đâu không, nó cứ thổi ập 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 tới ở trong cái tâm mình, làm cho tâm mình nó không có được thanh tịnh, mà vọng tưởng nó cứ khởi lên ào 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 ấy. Đúng không các vị? Khi bình thường mình ngồi như thế này, chưa chắc gì các vị là lắng nghe thầy giảng hết. Lắng nghe là lắng nghe, nhưng có những vị không phải là suy nghĩ chuyện nhà, suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Có hết trơn là sao không có được? Có không? Có, xin cho chàng pháo tay tự khen mình luôn. Thật sự là như vậy. Cho nên mình muốn tu để mà thanh tịnh được ở bên trong của mình là phải có thời gian. Là phải có thời gian, kính thưa các vị. Chứ không phải là mình mới vào chùa mình tu là mai, hoặc là mốt, hoặc là 1 tháng sau, hoặc là 1 năm sau mình chứng quả A-la, chứng quả tu đạo hoàng liền. Đâu dễ như vậy, phải không? Đâu có dễ như vậy. Và cũng như là muốn thanh tịnh ở trong nội tâm của mình thì phải phương tiện bằng câu niệm Phật, nương vào câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho thanh tịnh. Thì đầu tiên á, thì dĩ nhiên đầu tiên mình niệm là những cái chuyện này chuyện kia nó khởi lên hoài. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, mình phải kiên cố, mình không được nản lòng, không được lùi bước. Các vị nên nhớ rằng mình muốn thành tựu đạo nghiệp là phải trải qua một thời gian cực khổ phát đại nguyện tu hành. Thì các vị nên nhớ rằng Đức Phật Thích Ca ngày xưa Ngài cũng phát đại nguyện. Cũng như là mình muốn thành tựu được cái đạo hạnh của mình, muốn thanh tịnh bên trong, sáng sạch bên ngoài, thì bây giờ mình phải phát đại nguyện. Mình phải phát đại nguyện. Và chư Phật Thích Ca muốn thành đạo cũng phải phát đại nguyện. 11 năm dài tu không thành đạo, đố các vị lúc này Đức Phật buồn không? Rất buồn. Mà từ bỏ ngôi cao, từ bỏ vợ đẹp, từ bỏ cung vàng điện ngọc mà đi tu, mà trải qua thời gian 11 năm rồi không thành đạo nghiệp gì hết, cho nên rất buồn chứ. Cho nên là Ngài mới phát đại thệ nguyện là ngồi dưới gốc cây Bồ Đề nè, ngồi dưới gốc cây này phát nguyện là dù cho thịt nát xương tan, thân ta có tàn, máu ta có cạn, nếu không thành đạo sẽ không bao giờ rời khỏi gốc cây này. Và nhờ cái lời đại nguyện như thế, Đức Phật đã thành đạo tại gốc cây này. Nói chuyện nó nổi mà cái chậu bông nó rớt luôn, thấy không? Nhờ phát đại nguyện mà phải nói là Đức Phật đã thành đạo được chiếc cội cây Bồ Đề này. Và Đức Phật A Di Đà có phát đại nguyện hay không, kính thưa các vị? Đức Phật A Di Đà có phát đại nguyện không? Đức Phật A Di Đà muốn thành tựu đạo nghiệp, muốn thành Phật giáo chủ cõi Tây Phương, phải phát 48 lời nguyện. Bồ Tát Quan Thế Âm có phát đại nguyện không? Đại nguyện của Ngài là cái hạnh tu Ngài là gì? Tầm thinh cứu khổ mười phương chúng sanh, nơi nào có chúng sanh khổ tha thiết niệm đến Ngài, Ngài sẽ tới giúp đỡ. Rồi tiếp theo nữa là Ngài Địa Tạng Bồ Tát có phát đại nguyện không? Chừng nào chúng sanh, không còn một chúng sanh nào lọt vào cảnh giới địa ngục thì Ngài mới thành Phật. Thì kính thưa các vị, cái chuyện thành Phật của các Ngài thì cái chuyện này mình không có bàn tới, mà mình chỉ nói ở cái vấn đề phát đại nguyện thôi. Như các Ngài, như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng muốn thành Phật phát đại nguyện rộng lớn như thế. Đức Thích Ca muốn thành đạo cũng phải phát đại nguyện. Đức Phật A Di Đà muốn thành tựu đạo nghiệp cũng phải phát đại nguyện. Bây giờ mình tu theo các Ngài, mình muốn thành tựu được cái đạo hạnh của mình, bây giờ cũng phải phát đại nguyện. Nói nghe cái ghê gớm không? Phải phát đại nguyện mới được. Chứ còn thí dụ như mình không phát đại nguyện thì mình nó muốn tu là muốn tu, muốn đi là đi, còn không muốn đi là không đi. Có nghĩa là hôm nay thích đi chùa thì đi, mai không thích đi là không thích đi. Như vậy nếu mình tu như vậy thì bao giờ mới chứng được đạo nghiệp, thành tựu được đạo nghiệp không? Cái này chắc thành không nổi quá.
thành đạo gì vậy chứ thành đạo nghiệp không nổi. Thì kính thưa các vị, bây giờ cho nên bây giờ mình phải là muốn thành tựu được đạo nghiệp thì bây giờ mình phải có đạo hạnh. Muốn có đạo hạnh là phải phát nguyện tu hành. Và bây giờ mình tu, tu từ bên trong cho tới bên ngoài. Tu bên trong là tu ở cái tâm ý, tâm thức của mình. Đó, thì khi mình chú tâm, mình niệm Phật thì dĩ nhiên những vọng tưởng quá khứ, đó, hiện tại nó ập vào trong lòng của mình. Nhưng là người tu học Phật, mình có phát đại nguyện là không thối chuyển. Mình không có khả năng mà phát đại nguyện lớn như là Quan Âm, Địa Tạng. Nhưng mà ở giây phút này mình chỉ phát đại nguyện là con nguyện tu pháp môn niệm Phật này không bao giờ thối chuyển. Dù cho giây phút ban đầu gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng dù cho chết con cũng không bao giờ lìa bỏ pháp môn tu này. Đó, đại nguyện của mình là ngắn gọn đơn giản như thế thôi, nằm trong cái khả năng của mình. Đó, thì thí dụ như giây phút ban đầu 5 phút, 10 phút mình niệm Phật, 10 phút mình niệm Phật thì ít nhất cũng phải có được một phút thanh tịnh. Cũng như là 10 câu mình niệm thì cũng có được một câu thanh tịnh. 10 phút mình tha thiết niệm thì ít nhất cũng có được một phút thanh tịnh. Thì một tiếng đồng hồ hay là 100 phút mình niệm Phật thì có được 10 phút thanh tịnh. Thì một ngày như vậy, thí dụ như mình có được khoảng chừng 200 tiếng niệm Phật thì mình sẽ có được 20 phút thanh tịnh. 20 phút thanh tịnh thì mình tu tập là tu tập từ từ. Mình đang là những hành giả đang tu pháp môn niệm Phật, đang tu muốn thành tựu được các câu niệm Phật tam muội thanh tịnh là phải có thời gian để thực tập, cho nên gọi là tu tập. À, phải tập từ từ, tập từ từ. Thì kính thưa các vị, mình cố gắng, mình siêng năng, mình tu tập. Cái tập của mình là cái tập từ 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 từ. Nếu như mình tu mà mình gấp quá cũng không được. Nếu tu gấp quá cũng không được. À, đôi lúc coi chừng mình bị vọng tưởng, mà tưởng mình thấy mình chứng chứ thật sự không phải chứng đâu. Coi chừng là bị ma nó kéo mình á. À, coi chừng bị ma nó kéo mình á, chứ không phải là chứng đâu. Đó, cho nên mình phải tu tập từ 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 từ. Thì khi mình đã thuần thục được cái câu niệm Phật A Di Đà thanh tịnh được ở bên trong rồi, thì kính thưa các vị, nếu như những Phật tử nào mà thực hành tu pháp môn này được 5 năm, 10 năm hay là 15, 20 năm, à, từ 1 phút thanh tịnh cho tới 1 giờ thanh tịnh cho tới 100 phút được thanh tịnh, thì cái 1 tiếng thanh tịnh của mình niệm Phật á, đó, một tiếng thanh tịnh làm khi mà niệm Phật như vậy mà thanh tịnh trong một giờ đồng hồ á, thì cái công đức này nó bằng cái công đức mình đi chùa một năm. Bằng công đức mình đi chùa một năm đó, kính thưa các vị, chứ không phải giỡn. Đó, tại vì khi mình rèn luyện cái tâm của mình, mình níu cái tâm của mình đó, quay về một hướng, lúc nào cũng nhớ nghĩ là câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Mình phải tập, phải nói là 5 năm, 10 năm mình mới được thanh tịnh như thế. Thì dĩ nhiên là khi mà thanh tịnh được một tiếng niệm Phật, một giờ niệm Phật như vậy á, thì kính thưa các vị, phước báo công đức nó bằng những người đi chùa một năm. Những người đi chùa tụng kinh niệm Phật bình thường á, mà mình có một giờ mình thanh tịnh trong lúc niệm Phật thôi là được năm. Thì đó là cái phương pháp tu để mình làm thanh tịnh bên trong rồi. Câu niệm Phật A Di Đà đã làm cho mình được thanh tịnh bên trong. Nhưng cuộc sống của mình, thế gian này, xã hội này, rất nhiều người muôn màu muôn vẻ, chứ không phải có riêng bản thân mình. Chính vì thế mình đã thanh tịnh bên trong rồi thì mình phải cần có những điều kiện để mà tu tập để mà sáng sạch bên ngoài. Chứ thí dụ bây giờ, thí dụ mình không có những phương pháp tu để sáng sạch bên ngoài, bây giờ niệm Phật thì mình cũng niệm lía lịa niệm thanh tịnh, nhưng mà đụng ai đó mà chọc ghẹo mình, hoặc là đang ngồi niệm Phật như thế này, lần chửi niệm, ai đó đi ngang dẫn tán cái đầu mình cái bóp, đứng lên chửi liền. Đứng lên chửi liền. Như vậy thì sao? Như vậy thì sao các vị? Đó, như vậy thì mình chưa tu được cái nhân cách bên ngoài của mình. Đó, cho nên khi nói tới nhân cách bên ngoài mà muốn thành tựu được thì mình cũng tiếp tục mình phát đại nguyện. Nói chung là mình phải phát đại nguyện, cái gì mà muốn phát nguyện mới thành tựu được. Bây giờ mình muốn sanh về cái thế giới cực lạc của A Di Đà cũng phải phát nguyện. À, tính hạnh nguyện phải không? À, chúng ta phải có tính hạnh nguyện. Thì bây giờ mình muốn thành tựu được cái nhân cách bên ngoài của mình, à, thì mình cũng phát đại nguyện tiếp tục. À, nhân cách bên ngoài chẳng hạn như là tâm từ bi nè, tâm hỷ xả nè, nhẫn nhục nè, ganh tị đố kỵ nè, à, nói dối nè, vân vân rất nhiều. Thì nhiều khi các vị tự mình suy nghĩ lại coi, những cái nhân cách bên ngoài này
mình có thực hành một cách trọn vẹn chưa? Trọn vẹn hay chưa các vị? Chưa. Mình thật lòng với nhau đi. À, thật lòng với nhau, nhìn lên thầy nè, đừng nhìn qua nhìn lại làm chi. À, nhìn lên thầy nè, đừng nhìn qua nhìn lại. À, thử mình tự bản thân mình hỏi lại mình coi, mình thật sự mình chưa? Thì mình chưa thì bây giờ mình mới tu. Chưa thì bây giờ mình phát nguyện mình tu tập. Đó, thì những cái hạnh mà thầy vừa nói đó thì mình cố gắng mình tu hành. À, vậy và cái thời gian tu tập thì mình có thể mình phương tiện. Mình phương tiện nếu như bản thân mình là những người thượng căn, là bậc thượng căn. Đó, thì mình đều tu hành những cái hạnh mà thầy vừa chia sẻ. Đó, mình tu hành một cách là rốt ráo, hạnh nào cũng thực hành được hết. Còn thí dụ như mình là người hạ căn, có thời gian tu hành của mình nó lâu. À, và có cái nghiệp chướng của mình nó rất là nặng nề, không thể trong một sớm một chiều mình chứng thành được đạo nghiệp. Thì bây giờ mình lấy cái ngày Phật đản để mình phát nguyện. Chẳng hạn như bây giờ ở cái tâm đố kỵ ganh tị. À, thì ở cái tâm đố kỵ ganh tị này, mình bây giờ không thể nào một sớm một chiều, một tháng hai tháng mà mình hóa giải nó được. Cho nên bây giờ nhân cái ngày lễ Phật đản, mình lên mình đảnh lễ Phật, mình xin phát nguyện, xin hồng ân chư Phật gia hộ cho con, xin cho con được trọn vẹn, xin cho con được hoàn thiện cái tâm ganh tị đố kỵ này, xin cho con tu tập thành công cái hạnh này, đừng bao giờ cho con có cái tâm ganh tị đố kỵ nữa. Thì đó, thì mùa Phật đản về cái mình phát nguyện như thế, thì khi mùa Phật đản có năm tới nữa thì mình thấy được nội lực của mình. Đó, là mình đã chuyển hóa được cái tâm phải nói là ganh tị đố kỵ mình rồi. Đó, là giữ được một hạnh tốt rồi, là có được một hạnh tốt rồi, thì tiếp tục Phật đản năm tới gì mình phát nguyện thêm hạnh tu mới nữa, xin cho con thực hành, xin cho con tu tập trọn vẹn tiếp tục một cái hạnh nữa, đó là hạnh nhẫn nhục. Đó, xin cho con tu được thành công cái hạnh nhẫn nhục nữa. Đó, và khi mà mình đã phát nguyện tu cái hạnh nhẫn nhục rồi thì trong lúc ngồi niệm Phật mà có ai đi ngang dở đầu cái bóp thì thôi cũng cười hì hì cái niệm Phật tiếp, chứ đừng có như đang ngồi niệm Phật mà người ta đi ngang dở cái bóp cái là ai gì là Phật xin tỳ 5 phút là thôi thua luôn. Phải không? Xin tỳ 5 phút là thôi hả, cái này là hơi bị mệt. À, thì mình phải có sự nhẫn nhục, người ta du quan giá quả mình. À, nhưng mà mình phải nói là vẫn là nhẫn nhục để mình chịu đựng, giống như là Quan Âm Thị Kính như vậy á. À, đó là những cái tấm gương sáng mà mình có thể mình nương theo. À, mình nhìn kỹ để mình bắt chước, hoặc là à, hoặc là ở cái hạnh nói dối. À, ví dụ như bây giờ mình có cái bệnh hay nói dối, nói lời vọng ngữ, có lúc nói đại vọng ngữ, thì bây giờ mình cảm thấy cái nghiệp này mình không thể nào mình sửa được, thì cũng tiếp tục nhân mùa Phật đản. À, lấy cái ngày Phật đản làm cái cột mốc để đánh dấu cho cái sự tu hành của mình. À, đánh dấu cho cái sự tu hành của mình thì tiếp tục lên phát nguyện. À, xin chư Phật thương xót gia hộ cho con, xin từ bi quan hỷ gia hộ cho con, để cho một năm nay con chuyển hóa được cái tâm đại vọng ngữ này, để cho con không còn nói dối nữa. Thì từ cái chỗ mình phát nguyện, kính thưa các vị, từ cái chỗ mình có phát nguyện trước Phật, trước Tam Bảo, cho nên hôm nay mình muốn khởi ý lên, muốn mở lời ra để mình nói dối, thì mình nhớ lại, à, mình đã có sự phát nguyện rồi, thì không bao giờ mình dám nói dối nữa. Đúng không các Phật tử? Mình có phát nguyện rồi thì mình không dám nói dối nữa. Thì và cứ như thế, những cái hạnh còn lại, hạnh từ bi, hạnh hỷ xả, vân vân, rất là nhiều hạnh. Đó, mình cũng nhân cái ngày Phật đản, cứ như thế mà mình thực hành, mình tu tập, lấy cái ngày lễ Phật đản làm cái cột mốc để đánh dấu cho một sự phát triển tu hành trong năm của mình. Thí dụ như mùa Phật đản năm nay mình phát nguyện, thì mùa Phật đản năm tới mình đã thấy mình có một năm, đó, một năm tu nội lực của mình là không còn ganh tị đố kỵ nữa. Thì một năm tới thì mình thấy lúc này mình nhẹ nhàng, mình an lạc rồi. Và cứ như thế mình phát triển, tất cả các hạnh mình đều thực hành được hết. Đó, tất cả các hạnh mình đều thực hành, mình có thực hành để có được an lạc trong bản thân mình. Và đồng thời các Phật tử nên nhớ rằng thập đại đệ tử của Đức Phật là mỗi một người như vậy là đều có sở trường, đều có một, mỗi một vị như vậy đều có mỗi sở trường riêng. À, chẳng hạn như A Nan thì đa văn, Xá Lợi Phất thì trí tuệ, Mục Kiền Liên thì thần thông, Ưu Ba Ly thì phải trị giới, A Na Luật thì phải nói là thiên nhãn, vân vân. Thì bây giờ trong tất cả chúng ta
À, trong tất cả chúng ta tu ở nhân cách bên ngoài, chúng ta phải có một cái hạnh sở trường nữa. Có nghĩa là các hạnh mình tốt hết rồi, nhưng bên cạnh đó phải có cái hạnh sở trường. Ví dụ cái sở trường của mình là cái sở trường phải nói là cung kính khiêm nhường. Ví dụ vậy, là cái sở trường của mình là chuyên tu, cái hạnh là bố thí. À, cái hạnh của mình là bố thí, cho nên đi tới nơi nào yêu cầu có điều kiện là bố thí, đi tới nơi nào cũng theo cái hạnh bố thí, đi tới nào cũng bố thí. Bố thí nhiều không thành vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ là cái tâm mình, vấn đề ở chỗ là tâm các vị. À, và cái sở trường của mình là sở trường bố thí, cái sở trường của mình là sở trường phải cung kính khiêm nhường. À, sở trường của mình là không bao giờ nói dối, sở trường của mình là không bao giờ ganh tị đố kỵ. Hoặc sở trường tôi là tu phải là hạnh nhẫn nhục để nó phải có những cái sở trường tuyệt vời như thế. Thì thưa các vị, mình là một con người đầy đủ đạo đức tuyệt vời. Và nói tới cái sở trường cung kính khiêm nhường á, thầy xin kể cho các vị nghe một câu chuyện. Có một vị thầy này tu xuất gia ở một ngôi chùa gần chùa của thầy ở dưới An Giang. Thầy có một ngôi chùa ở dưới An Giang. Các vị thầy này gần ngôi chùa của thầy. À, các vị thầy này á thì phải nói là rất là trung thực, hay nói là thẳng là cũng hơi khù khờ chút xíu. À, thì sư phụ của thầy này là một vị hòa thượng. Hòa thượng có một người cháu và hai người em cùng tu chung một chùa. À, thì khi hòa thượng tuổi cao sức yếu rồi, hòa thượng biết là mình không còn sức khỏe để gánh vác chuyện chùa chiền, muốn giao lại sự nghiệp trụ trì cho người đệ tử. Thì trong bốn người này, cái vị hòa thượng này đã chọn được cái ông thầy khù khờ này, cái vị thượng tọa phù khờ này. À, tuy là phù khờ nhưng mà nói phù khờ cũng không phải phù khờ, nhưng mà tại vì hiền quá, hiền à, thì cái vị hòa thượng chủ trì đã chấm được ông này. Nhưng mà muốn truyền ngôi, muốn trao lại cái chủ trì cho cái người đệ tử này, nhưng mà nếu mình nói thẳng ra như vậy á thì đứa cháu nó cùng tu cũng như là hai người em cùng tu nó buồn, phải thấy cũng kỳ. Cho nên hòa thượng cứ trằn trọc, cứ suy tư hoài như vậy. Thì có một hôm đó, một vị thượng tọa ở xa tới thăm hòa thượng và biết được nỗi lòng của hòa thượng, biết được cái sự trắc ẩn, cái khó khăn, cho nên là mới hỏi hòa thượng, nói bạch hòa thượng, bây giờ hòa thượng cho con hỏi, thì bây giờ cái khi mà hòa thượng trăm tuổi rồi, thì ngôi chùa này hòa thượng tính giao lại ai? Thì hòa thượng lặng thinh rồi không trả lời. Thì cái vị thầy, cái vị khách ăn này mới nói như vậy, thì bây giờ con viết ra bốn cái tấm giấy. Trong bốn tấm giấy này, ba tấm giấy trắng, một tấm giấy để là trụ trì. À, thì trong bốn tấm giấy này để trong cái chén cho bốn vị đệ tử của hòa thượng bốc thăm. Nếu mà nhân duyên người nào thì người đó làm trụ trì. Nói như vậy thì hòa thượng gật đầu. Như vậy thì khỏi có mít lầm với hai người em cũng như là đứa cháu tu chùa. Đó, thầy bà cứ như thế. Kính thưa các vị, phải nói là phước ai nấy hưởng là chỗ này. Phước ai nấy hưởng là chỗ này nè. Hai cái vị hòa thượng, hai cái vị tu sĩ là em cũng như một vị tu sĩ là cháu của hòa thượng, ba cái vị này là ba cái vị bốc trước tiên. Nhưng mà bốc trước tiên rồi thì ba cái tờ giấy trắng, ba cái tờ giấy trắng. Cho nên cái vị đệ tử khù khờ này, cái vị đệ tử rất hiền này bốc tấm giấy cuối cùng thì thấy đây là trụ trì, cho nên hòa thượng ông cười khắc 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 khắc. Đúng ý hòa thượng, đúng ý hòa thượng, cho nên hòa thượng cười. Và các vị mà đệ tử khù khờ này á, khi mà hòa thượng lâm chung thì vị này tiếp tục làm ngôi trụ trì của ngôi chùa này. Và phải nói là cái hạnh tu của các vị thượng tọa này rất là cung kính khiêm nhường, hầu như là đi đám là hòa thượng lúc nào cũng đứng tuốt ngoài sau, đứng tuốt ngoài sau các thầy. Nhiều khi tuổi đạo mình cao đó, nhưng mà lúc nào cũng thể hiện cái sự cung kính, gặp tất cả các vị thầy trẻ cũng hết sức là cung kính, xá lễ xá chào. Chứ không phải ta là tu là phải đạo cao đức trọng là mọi người xá ta thôi, ta đi nghinh, không phải vậy. Gặp các vị sa di nhỏ tuổi cũng hết sức là thành tâm cung kính xá xuống. Và đặc biệt là trước khi mà chưa làm mà ngôi chủ trì, trước khi chưa lên chủ trì, hòa thượng các vị mà thượng tọa này đi đám chỗ này đi đám chỗ kia, thì do các vị thượng tọa này, do ông thầy này ổng hiền quá, cho nên nhiều khi các vị khác hay giỡn. Nói thí dụ như làm cho vị thầy này ăn tô bánh canh, thì khi mà cái vị thầy nhìn mặt chỗ khác á, thì mọi người vẫn là để chanh để ớt nhiều vô đó để cho hòa thượng. Hòa thượng thấy, nhưng hòa thượng không có gấp ra. Thì mọi người mới hỏi tại sao thầy tại sao thầy không gấp ra, thấy không? Mọi người ta thương mình, ta để vô cho mình ăn thì mình phải ăn chứ không có gấp ra.
phải nói là trung thực như thế, kính thưa các vị. Và phải nói rằng á, cuộc sống ngày xưa mà, kính thưa các vị, ở dưới quê nó nghèo khổ, đi bán ở trong chùa phải làm tà hủ, phải làm nước tương đi bán. Nói thiệt cái vị thầy này do hiền quá, do khù khờ quá, cho nên bị mấy anh mà thanh niên chạy xe lôi ở ngoài chợ hay giỡn, hai tay mà bưng một cái xe tà hủ nè đó, hai tay bưng thì mấy cái anh xe lôi chạy xe lôi hay chạy giỡn cái tụ quần không, cũng giỡn như cái tụ quần xuống, tụ quần chứ nhiều khi là ngài cũng hai tay bưng rồi sao mà khéo lên, cho nên cũng đi luôn. Đi luôn xong rồi các vị thấy kỳ quá lại kéo lên. Thì kéo lên. Mà phải nói rằng mỗi khi mà gánh tà hủ đi bán như vậy á, mà lỡ có vô tình mà dấp té nó đi á, thì những cái miếng tà hủ mà bể nát ở dưới đường là cái vị thầy này, cái vị hòa thượng này phải nói là lụm ăn ra hết, không bỏ. Những miếng nguyên thì lụm để lại trên cái thúng, trên xề để đem ra chợ bán. Còn những cái miếng lỡ bể rồi là ăn cho hết. Phải nói hạnh tu rất tuyệt vời. Và khi hòa thượng này tịch, kính thưa các vị, có những cái hiện tượng hào quang lạ ở trên ngôi chùa. Hào quang lạ trên ngôi chùa. Và phải nói có những cái chuyện mà khoa học không thể nào chứng minh được. Chẳng hạn như thay vì bây giờ mình đốn cây, mình leo trên cây là mình phải ôm chặt cái thân cây thì mình mới chặt những cái mé cho những cái nhánh nó rớt xuống, đúng không? Thì bây giờ cái vị ông thầy chủ trì khù khờ này ông ngộ chỗ. Thay vì mình ôm cái thân cây, không, ông ngồi vào cái nhánh ông chặt. Cái nhánh rớt xuống, ổng cũng rớt xuống luôn. Cái nhánh cây rớt xuống là ổng cũng rớt xuống luôn. Nhờ thay vì người ta rớt xuống cái là người ta phải là gãy tay, gãy chân này kia là đưa về bệnh viện. Không. Hòa thượng rớt xuống, xong rồi đứng dậy leo lên đốt tiếp. Đó là hiện tượng lạ. Hiện tượng lạ. Và khi mà cái vị mà phải nói là thượng tổ phù khờ này, cái vị thầy này, khi mà bị tịch đó, là cũng giống như là hòa thượng sư ông chủ tịch của mình vừa rồi. Có những cái hiện tượng lạ. Tại sao bình thường không có hiện tượng đi? Phải không? Có những người người ta nói ơi, có đó là mê tín. Không phải mê tín. Mình là người tu Phật thì mình thấy đó là những cái hiện tượng lạ của những bậc phải là tu hành đắc đạo. Hiện tượng lạ của những vị tu hành đắc đạo, chứng ngộ Phật Pháp. Cho nên khi lâm chung nhắm mắt nó có được cái hiện tượng như vậy. Còn bình thường nè, sống cái hiện tượng nào chứ vậy? Đó. Cho nên từ cái chỗ có những hiện tượng như vậy để tất cả nam nữ Phật tử của chúng ta tăng trưởng cái niềm tin nơi mình để mình tha thiết mình tu hành đó. Thì khi mình đã thực hành được trọn vẹn những cái pháp môn tu thanh tịnh bên trong và nhân cách ở bên ngoài của mình sáng sạch rồi, thì kính thưa các vị, lúc này đạo hạnh mình trọn vẹn chưa? Lúc này đạo hạnh mình trọn vẹn thôi. Mà đạo hạnh trọn vẹn thì là một con người có giá trị. Mà một con người có giá trị thì xã hội này rất cần, xã hội rất tôn trọng, bạn bè rất là quý kính. Hay nói tóm lại, mình là người tu học Phật cũng như là ai ai trong kiếp con người chúng ta đều muốn cho bản thân mình là một con người có giá trị trong xã hội. Như vậy thì bây giờ cũng giống như cái đầu bài giảng đó, thầy đã phân tích giải thích, muốn trở thành một con người có giá trị là chúng ta phải tu tập đạo hạnh. Muốn thành tựu được đạo hạnh thì phát nguyện tu hành. Mình phải muốn thành tựu được đạo hạnh thì phát nguyện tu hành. Mà khi mình đã phát nguyện tu hành rồi thì mình trở thành một con người có giá trị giữa xã hội cũng như là ở trong đạo pháp rồi, thì kính thưa các Phật tử, hạnh phúc tuyệt vời. Mình vừa có giá trị bản thân của mình cũng như là mình đi sâu hơn nữa để trở thành một con người có giá trị là mình đã nêu lên đó, mình đã thể hiện, mình đã phát triển được những cái nét đẹp thánh thiện mà chư Phật chư tổ đã để lại. Chư Phật chư tổ đã để lại. Nếu như chúng ta có một đời sống có giá trị là chúng ta đang có đạo hạnh. Nếu như chúng ta có được một đời sống đạo hạnh là có giá trị. Nếu như chúng ta có một đời sống giá trị là chúng ta sáng ngời đạo hạnh. Chính vì thế mà qua cái bài giảng giá trị của một kiếp người trong buổi sáng hôm nay là một cái bài giảng hết sức là thực tế chân thành, nhằm gửi tới các Phật tử một cái thông điệp phát nguyện tu hành đạo hạnh của bản thân mình, nhìn lại mình để coi mình có cái đạo hạnh của mình nó tới đâu rồi, và mình nếu như cái chỗ phần nào nó còn khuyết thì mình cố gắng mình tu tập thêm nhiều hơn nữa để cho những cái chỗ khuyết này nó không còn khuyết nữa, để cho cái hạnh tu của mình
càng ngày càng phát triển, cũng như để cho đạo hạnh mình càng ngày càng viên dung, và cũng như là cho mình có an lạc mãi mãi trong hiện tại này và ở tương lai. Và bài giảng của thầy xin được phép là dừng lại nơi đây. Và trước khi tạm biệt cùng với quý nam nữ Phật tử, thầy cũng xin giao lưu vài bài hát được không ạ? Hồi nãy thầy ngồi ở dưới, thầy nghe ở trên này hát dữ lắm, nghe hát là nôn hết trơn. Tại mình là cái máu văn nghệ mà nghe hát là nghe nôn liền cho nên là từ sáng sáng ở chùa ở thành phố mà xuất phát xe chạy tới đây thì ngồi trên xe cũng có sáng tác hai câu giọng cổ để hát tặng các vị. Hát hai câu giọng cổ, tại thầy dân miền Tây mà thầy hát giọng cổ không à. Xin nói cùng với các Phật tử là thầy hát xong rồi là xin mời các vị lên hát nha. Phải có qua có lại mới tỏ lòng nhau nha. Giờ xin phép là hát trước. Người ta tự trên thành phố, ta xuống đây đi xe 2 tiếng, người ta không có quản ngại đường xá xa xôi mà vỗ tay cũng hà tiện nữa. Đúng không? Ta thức khuya dậy sớm là ta đi qua đây đường xá xa xôi 2 tiếng mà mình vỗ tay cũng hà tiện nữa. Xin cho một tràng vỗ tay nữa coi. Các Phật tử ơi, chư Phật Bồ Tát đều phát đại nguyện thâm sâu mới chứng thành đạo nghiệp. Thì hôm nay mình cũng nương theo phát đại nguyện thành tâm kiên cố. Và đạo hành người tu mình thì nên nhớ siêng làm, giữ cho thân tâm ngày đêm trong sạch, sớm tối niệm Di Đà Phật đại hạnh không quên. Son sắc từng lời tinh tấn chuyên tu, dù nghịch cảnh trái duyên không sờn lòng thay đổi. Sạch tấn nơi mình tha thiết niệm Nam Mô, nhìn gương Phật từ để tăng thêm đi chí. Nhớ xưa Thái tử Đạt Đa từ bỏ cung vàng phát áo cà sa, thành đạo quả tâm lành độ sanh. Còn nay ở tại nước ta, sư ông trí tình danh thơm muôn đời, diệu pháp liên hoa thâm ý nhiệm màu, là Phật tử đi chùa đạo lực sơ cơ, cần nhìn những tấm gương sáng để mình nói theo học hỏi. Giáo lý Phật đã xin hiểu rõ từng câu, rồi hành cho sâu ngăn ngừa giọng tường. Nay về chùa phước duyên tâm thành chia sẻ, Phật tử nghe rồi xin cố gắng mà tu. Chuẩn bị cho đại đức giảng sư sẽ tặng cho đạo tràng một cái bài ca tiếp theo, và đạo tràng mình ca một phút thôi, đúng không? Bài ca mình hay ca để cúng dường đại đức giảng sư, đúng không? Giờ mình ca tập thể ha, thôi ca bài ca niềm an vui ha. Rồi thầy trò mình ca cúng dường đại đức giảng sư. 1, 2, 3. Niềm an vui vẫn luôn có thần, như bữa cơm thanh đàm dưa cà. Dàn đến thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phần quên ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niềm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái
đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao dạt dào mưa pháp, sống trong nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tàn não phiền, xa nẻo mê danh lời sắc tài. Làm thân ta tê tái quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an. Thì kính thưa các cô chú Phật tử, qua bài giảng giá trị của một kiếp người là kiếp nhân sanh. Ở tuổi nhỏ thì chúng ta cố gắng vâng lời cha mẹ, chúng ta học giỏi là đã có giá trị. Đối với gia đình, chúng ta tròn trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ đã là có giá trị. Và đó là giá trị ở kiếp nhân sanh. Nhưng nếu chúng ta biết tu đạo hạnh và phát triển cái hạnh tu của mình đời đời cái kiếp là một con người phải là lương thiện, thánh thiện, thì cái nét giá trị này bất diệt với thời gian và danh thơm sẽ trường lưu mãi mãi vĩnh cửu. Chính vì thế, qua bài giảng này một lần nữa kính chúc các vị phát nguyện tu hành để ai ai cũng trở thành một con người có đạo hạnh và giá trị cho xã hội này. Một lần nữa xin kính chúc quý nam nữ Phật tử được nhiều sức khỏe và gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, cũng như chúng con xin thành tâm thành kính tri ân và hướng nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho sư phụ chủ trì và chư tôn thiền đức tăng tại bổn tự luôn được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và mọi Phật sự đều được viên thành như ý nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi đôi lời tri ân đại đức giảng sư, mặc dù hôm nay thì đây là cái khóa tu lần thứ 58 của chùa, cũng rất nhiều các vị giảng sư từ xa trở về đây để thuyết giảng, ngồi vấn đề chia sẻ Phật pháp rất là thiết thực, rất là cụ thể, qua những cái câu chuyện rất là mộc mạc đã để lại trong lòng Phật tử những cái điều rất là cần thiết trong vấn đề thực hành để đạt được sự an lạc và giải thoát trong cuộc sống. Thì ngồi đó ra, đại đức còn là một vị có cái giọng ca rất là ngọt ngào, rất là hay và đúng theo những gì mà quý Phật tử đã nói cho chúng tôi biết trước khi mà đại đức trở về ở nơi đạo tràng Chùa Duyên. Quý Phật tử có thấy như vậy mà. Vâng, rất nhiều các vị trở về đây cũng đã có những lúc cũng đã tặng quý vị những bài ca mà có lẽ là chưa có một vị nào có cái giọng ca ngọt ngào và rất là truyền cảm như là đại đức giảng sư chúng ta, đúng không? Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tri ân đại đức giảng sư rất nhiều. Đường xá xa xôi, đại đức đã những thời gian trở về nơi vùng sâu vùng xa này để chia sẻ Phật pháp với Phật tử. Nhưng đáng tiếc thì đạo tràng hôm nay không có được đông đảo như là những lần trước, cho nên là xin đại đức hoan hỷ và cũng mong rằng một ngày rất gần đại đức cũng sẽ trở về đạo tràng Phước Duyên để chia sẻ Phật pháp với toàn thể Phật tử. Quý Phật tử có thích không ạ? Vâng, vỗ tay rất nhiều, tức là Phật tử rất là mong muốn đại đức sư trong thời gian gần để trở về lại đạo tràng, cũng mong rằng đại đức hoan hỷ hứa khả. Và sau cùng nguyện cầu bạn ngồi tam bảo gia hộ đại đức pháp thể kinh an, chúng sinh tại dị độ và mãi mãi là cái nơi nương tựa diễm để tu học của toàn thể Phật tử ở xa gần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này xin được cung kính đại đức giảng sư và chúng ta khởi thân hồi hướng.